Viên Sử Quân lại xin giảng nữa. Sư Tam Tòa bảo đại chúng rằng cần phải tĩnh tâm niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nói: thiện tri thức, trí Bồ Đề Bát Nhã của chúng sanh vốn tự có, chỉ vì tâm mê chẳng thể tự ngộ, phải nhờ đại thiện tri thức khai thị dẫn dắt để đi đến kiến tánh. Phải biết Phật Thánh của kẻ ngu, người trí vốn chẳng sai biệt, chỉ vì mê ngộ chẳng lòng nên mới có kẻ ngu người trí. Nay ta thuyết pháp Maha Bát Nhã Ba La Mật, khiến cho mọi người đều được trí huệ, hãy chú tâm nghe. Thiện tri thức, người đời suốt ngày miệng niệm Bát Nhã, chẳng nhận được tự tánh Bát Nhã, cũng như đói ăn mà không ăn thì chẳng no, miệng chỉ thuyết không, muôn kiếp chẳng được kiến tánh, rốt cuộc vô ích. Thiện tri thức, Maha Bát Nhã Ba La Mật là tiếng Phạn, dịch là đại trí huệ đến bờ bên kia. Đây cần phải tâm hành, chẳng ở niệm niệm, niệm niệm tâm chẳng hành thì cũng theo quyển quá. Niệm niệm tâm hành thì tâm và miệng tương ưng, bản tánh là Phật, lìa tánh chẳng có Phật. Sao gọi là Maha? Maha là đại, tâm lượng quảng đại như hư không, chẳng có biên giới, cũng chẳng vuông tròn lớn nhỏ, cũng chẳng phải xanh vàng đỏ trắng, cũng chẳng trên dưới dài ngắn, cũng chẳng giận chẳng vui, chẳng phải chẳng quấy, chẳng thiện chẳng ác, chẳng đầu chẳng đuôi. Các cõi Phật đều đồng như hư không, diệu tánh con người vốn không, chẳng có một pháp có thể đắc, tự tánh chân không cũng như thế. Thiện tri thức, cho nên nghe ta nói không mà liền chấp không. Trước nhất chớ chấp không, nếu để tâm không tĩnh tọa là lọt vào vô ký không. Thiện tri thức, thế giới hư không bao hàm sắc tướng vạn vật, mặt trời, mặt trăng, núi sông, đất đai, cây cối, biển lớn, kẻ dữ người lành, pháp ác pháp thiện, thiên đàng địa ngục, tất cả đều ở trong hư không. Tánh không của con người cũng vậy. Thiện tri thức, tự tánh hay bao hàm muôn pháp là đại, muôn pháp đều ở trong tự tánh của con người. Nếu thấy điều dữ điều lành của người, tất cả đều chẳng lấy chẳng bỏ, chẳng chấp chẳng nhiễm, tâm như hư không gọi là đại, nên nói là Maha. Thiện tri thức, kẻ mê miệng nói, người trí tâm hành, lại có kẻ mê để tâm không mà tĩnh tọa, trăm điều chẳng nghĩ, tự xưng là đại. Với bọn người này không thể nói gì được, vì họ bị rơi vào tà kiến. Thiện tri thức, tâm lượng quảng đại cùng khắp pháp giới, dùng thì liễu liễu rõ ràng, ứng dụng liền biết tất cả. Tất cả tức một, một tức tất cả, tới lui tự do, tâm thể vô ngại, tức là Bát Nhã. Thiện tri thức, tất cả trí Bát Nhã đều từ tự tánh mà sanh, chẳng từ bên ngoài vào, chứ lầm dùng ý thức gọi là chân tánh tự dụng. Nhất chân, nhất thiết chân, tâm lượng là việc lớn, chẳng nên hành đạo nhỏ. Niệm chớ trọn ngày nói không mà trong tâm chẳng tu hạnh này, giống như thường dân tự xưng là vua thì không được, hạng người này chẳng phải đệ tử của ta. Thiện tri thức, sao gọi là Bát Nhã? Bát Nhã dịch là trí huệ, bất cứ nơi nào lúc nào niệm niệm chẳng ngu muội, chẳng chấp thật, thường hành đúng trí huệ, tức là hành Bát Nhã. Một niệm ngu muội chấp thật thì Bát Nhã tuyệt, một niệm trí huệ thì Bát Nhã sanh. Con người ngu mê chẳng thấy Bát Nhã, miệng nói Bát Nhã mà trong tâm thường ngu muội, tự nói ta tu Bát Nhã, niệm niệm nói không mà chẳng biết chân không. Bát Nhã không hình tướng, ấy là tâm trí huệ. Nếu hiểu thấu như thế gọi là trí Bát Nhã. Sao gọi Ba La Mật? Ba La Mật là tiếng Ấn Độ, dịch là đến bờ bên kia, nghĩa là lìa sanh diệt. Các cảnh thì sanh diệt dấy lên như nước nổi làn sóng, tức gọi bờ bên này. Lìa cảnh thì chẳng sanh diệt, như nước chảy im liềm, tức là bờ bên kia, nên gọi là Ba La Mật.
kiện tri thức, kẻ mê miệng niệm, đang trong lúc niệm có vọng có sai, niệm niệm nếu hành gọi là chân tánh, kẻ ngộ pháp này là pháp bát nhã, kẻ tu hạnh này là hạnh bát nhã, chẳng tu tức là phàm phu, một niệm tu hành tự thân bằng Phật. Kiện tri thức, phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ Đề. Niệm trước mê tức phàm phu, niệm sau ngộ tức Phật. Niệm trước chấp cảnh tức phiền não, niệm sau lìa cảnh tức Bồ Đề. Kiện tri thức, ma ha bát nhã ba la mật, tối cao tối thượng tối đệ nhất, không trụ không đi cũng không đến, tam thế chư Phật từ đó ra. Cần phải dùng đại trí huệ phá ngũ uẩn phiền não trần lao, tu hành như thế nhất định thành Phật, đổi tam độc thành giới định huệ. Kiện tri thức, pháp môn này từ một bát nhã mà sanh ra 84.000 trí huệ. Tại sao vậy? Vì con người có 84.000 trần lao, nếu không có trần lao thì trí huệ luôn luôn hiển hiện, chẳng lìa tự tánh. Người ngộ pháp này tức là vô niệm vô ức, không ghi nhớ, vô nhiễm trước, chẳng khởi cuồng vọng. Đối với tất cả pháp, dùng trí huệ của chân như tự tánh chiếu soi, chẳng lấy chẳng bỏ, tức là kiến tánh thành Phật. Thiện tri thức, muốn đi vào pháp giới thâm sâu và bát nhã tam muội, phải tu hạnh bát nhã, thực hành theo kinh Kim Cang thì sẽ được kiến tánh. Phải biết cái công đức của kinh này vô lượng vô biên, trong kinh rõ ràng tán thán chẳng thể kể xiết. Pháp môn này là tối thượng thừa, vì người đại trí mà thuyết, vì người thượng căn mà thuyết, kẻ căn khí nhỏ nghe được khó tin. Tại sao vậy? Dĩ như trận mưa bão lụt, thành thị trong thôn đều bị cuốn trôi như cỏ lá. Nếu mưa bão trong điểm lớn thì chẳng thêm chẳng bớt, nhưng người thượng thừa, người tối thượng thừa, nghe được kinh Kim Cang, tâm lượng khai ngộ, nên biết tự tánh vốn có cái trí bát nhã, trí huệ tự tánh thường chiếu soi, nên chẳng giờ danh tự chỉ như nước mưa, chẳng do trời có, mà do khí trời làm nên, khiến cho tất cả chúng sanh, tất cả cây cối, hữu tình, vô tình, đều được thấm nhuần, tất cả sông ngòi đều chỉ về biển lớn, hợp thành nhất thể. Cái trí tự tánh bát nhã của chúng sanh cũng vậy. Thiện tri thức, kẻ tiểu căn nghe được pháp môn đốn giáo này, cũng như cây cỏ mà gặp mưa bão đều tự gãy đổ chẳng sanh trưởng được, kẻ tiểu căn thì cũng như vậy. Họ vốn có cái trí bát nhã đồng với người đại trí, chẳng có khác biệt, tại sao nghe pháp mà chẳng được tự ngộ? Đó là do tà kiến chứng nặng, phiền não căn sâu, cũng như mây lớn che khuất mặt trời, chẳng được gió thổi nên chẳng hiện ánh sáng. Cái trí của bát nhã vốn chẳng lớn nhỏ, chỉ vì tất cả chúng sanh tự tâm mê ngộ chẳng đồng, tâm mê tu hành hướng ngoại tìm Phật mà chưa ngộ tự tánh, tức là tiểu căn. Nếu khai ngộ đốn giáo, chẳng chấp lấy hình tướng bên ngoài, chỉ ở trong tự tâm thường khởi chánh kiến, phiền não trần lao thường chẳng ô nhiễm, tức là kiến tánh. Thiện tri thức, trong ngoài chẳng trụ, đi lại tự do, nếu trừ được chấp tâm thì thông đạt vô ngại. Nếu tu được hạnh này, với kinh bát nhã vốn chẳng sai biệt. Thiện tri thức, tất cả kinh điển và danh tự đại tiểu nhị thừa, 12 bộ kinh đều do người đặt ra, vì có tánh trí huệ mới được kiến lập. Nếu chẳng có con người thì vạn pháp vốn chẳng tự có. Nếu biết vạn pháp vốn do tâm người kiến tạo, tất cả kinh sách làm gì con người mà nói? Vì trong con người có kẻ ngu, người trí. Ngu là tiểu nhân, trí là đại nhân. Kẻ ngu hỏi pháp với người trí, người trí thuyết pháp cho kẻ ngu. Kẻ ngu đốn ngộ tự tâm thì chẳng khác với người trí vậy. Thiện tri thức, khi chưa ngộ thì Phật tức chúng sanh, lúc một niệm hay ngộ, chúng sanh tức Phật, nên biết vạn pháp đều ở nơi tự tâm. Vậy sao chẳng ở trong tự tâm đốn thấy chân như bản tánh?
Kinh Phạm Vọng nói, tự tánh vốn thanh tịnh, nếu nhận được tự tâm, thấy được bản tánh, tức thành Phật Đạo. Kinh Di Ma Cật nói, ngay lúc đó, quát nhiên đốn ngộ, liền được bổn tâm. Thiện tri thức, ta ở nơi Hòa Thượng Hoằng Nhẫn, vừa nghe câu nói liền ngộ, đốn thấy chơn như bản tánh, cho nên Hoằng Nhẫn giáo pháp này, khiến hành giả đốn ngộ Bồ Đề. Mọi người tự thấy bổn tâm, tự kiến bản tánh, nếu chẳng tự ngộ, phải tìm người đã khai ngộ pháp tối thượng thừa, chỉ nghi đường lối chánh pháp. Vì thiện tri thức có nhân duyên lớn giáo hóa dẫn dắt, khiến hành giả được kiến tánh. Tất cả thiện pháp đều do thiện tri thức mà được kiến lập. Tam Thế Chư Phật, 12 bộ kinh ở trong tự tánh vốn đã đầy đủ. Vì tự ngộ chẳng được, nên phải nhờ thiện tri thức chỉ ra mới thấy. Kẻ tự ngộ thì chẳng phải nhờ đến người khác. Lúc cố chấp rằng phải luôn luôn chỉ lại thiện tri thức mới mong được giải thoát thì không bao giờ được. Tại sao vậy? Vì ở trong tự tâm sẵn có tri thức tự ngộ. Nếu khởi tà kiến mê cách vọng tưởng điên đảo, dẫu cho gặp thiện tri thức dạy bảo cũng chẳng cứu được. Nếu khởi chơn chánh, bát nhã tham cứu, trong một sắc na vọng tưởng đều tiêu, nhận được tự tánh, đốn siêu Phật địa. Thiện tri thức, dùng trí huệ chiếu soi, trong ngoài sáng tỏ, rõ ràng, thì nhận được bổn tâm. Nếu nhận được bổn tâm, tức vốn là giải thoát. Được giải thoát, tức là bát nhã tam muội. Bát nhã tam muội tức là vô niệm. Sao gọi là vô niệm? Nếu thấy tất cả pháp tâm không nhiễm trước gọi là vô niệm, dùng thì khắp nơi cũng chẳng dính mắc ở khắp nơi, để sạch được bổn tâm, khiến lục thức ra cửa lục căn, nối với lục trần mà chẳng nhiễm chẳng trước, đi lại tự do, ứng dụng vô ngại tức là bát nhã tam muội, tự tại giải thoát gọi là hạnh vô niệm. Chứ chẳng phải như người lầm tưởng cho là trăm điều chẳng nghĩ, chỉ cho niệm tuyệt, ấy là pháp trói buộc, tức là biên kiến. Thiện tri thức, kẻ ngộ pháp vô niệm, thông đạt vạn pháp. Ngộ pháp vô niệm, thấy được cảnh giới chư Phật. Ngộ pháp vô niệm, được đến địa vị Phật. Thiện tri thức, nếu người đời sau ngộ được pháp này, đem pháp môn đốn giáo này với những người đồng một chánh kiến, chánh hành pháp nguyện cùng tu, như cúng dường Phật mà suốt đời chẳng thối lui, người ấy nhất định được vào thánh vị. Nhưng phải truyền thọ, từ trước đến nay các tổ đều mặc truyền tâm ấn, chẳng được ẩn giấu chánh pháp. Nếu chẳng phải đồng môn chánh kiến, chánh hạnh, là người đã ở trong pháp khác, thì chẳng được truyền thọ, vì sợ kẻ ngu chẳng hiểu, lại sanh tỷ bán pháp môn này, phá hoại truyền thống chánh pháp của cổ đức, làm cho muôn ngàn kiếp sau đoạn dứt Phật chủng, cuối cùng vô ích. Thiện tri thức, nay ta có một bài vô tướng tụng, mọi người hãy tự giữ lấy. Không kể xuất gia, tại gia, nên y theo bài tụng mà tu hành. Nếu chẳng tự tu mà chỉ ghi nhớ lời ta cũng chẳng ích lợi gì. Bài tụng rằng, thuyết thông cập tâm thông, nhưng dực sự hư không, duy truyền kiến tánh pháp, xuất thế phá tà tông, phát thức vô đúng tiện,
mê ngộ hữu trì tập, chỉ thử kiến tánh muôn, ngu nhân bất khả tất, thuyết tức tuy giảm ban, thật lý quần quy nhất. Tiền thảo tánh tập tung, thường tu sanh huệ nhật, tà lai tiền não chí, chánh lai tiền não trời, tà chánh câu bất dụng, thanh tịnh chí vô dư. Bồ đề bổn tự tánh, khởi tâm tức thị vọng, tịnh tâm tại vọng trung, đảng chánh vô tâm chứng, thế nhân dược tu đạo, nhất thiết trần bất phương, thường kiến tự kỷ quá, giữ đạo tức tương đương, sắc loại tự vũ đạo, các bất tương cương não, ly đạo biệt mất đạo, chung thân bất kiến đạo, ba ba đồ nhất sanh, đáo đầu quần tự áo, dục đắc kiến chơn đạo, hạnh chánh tức thị đạo, tự nhiệu vô đạo tâm, ám hành bất kiến đạo, nhược chân tu đạo như, bất kiến thế gian quá, nhược kiến tha nhân phi, tự phi hứa thị tả, tha phi nhã bất phi, nhã phi tự hữu quá, đảng tự hứa phi tâm, đã trừ phiền não phá, tánh ái bất quan tâm, trường thân lưỡng cước hòa, dục nghĩ quá tha như, tự tu hữu phương tiện, vật linh bỉ hữu nghi, tức thị tự tánh thiện, Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mất bồ đề, các như cầu thố giác, chánh kiến danh xuất thế, tà kiến danh thế gian, tà chánh tận đã cước, bồ đề tánh nguyện nhiên, thử tụng thị đốn giáo, diệt danh đại pháp liền, nên dân kinh lũy kiếp, ngộ tắc sát na gian. Dịch nghĩa: thuyết thông lại tâm thông, như mặt trời giữa không, chỉ truyền pháp kiến tánh, hoằng pháp phá tà tâm, pháp vốn chẳng đúng tiện, mê ngộ khó ngăn chặn, pháp môn kiến tánh này, kẻ ngu chẳng thể tri, thuyết tuy muôn ngàn lối, đúng lý chỉ là một, nhà phiền não đen tối, thường đơn sanh huệ nhật, tà khởi phiền não tới, chánh đến phiền não trừ, tà chánh đều chẳng chấp, thanh tịnh đến cùng tột, tự tánh vốn bồ đề, khởi tâm tức là vọng, tịnh tâm ở trong vọng, niệm chánh chẳng tan chứng, người đời muốn tu đạo, tất cả đều chẳng ngại, thường tự thấy lỗi mình, giới đạo tức tương ưng, muôn loài tự có đạo, mỗi mỗi chẳng ngại giao, ngoài tâm đi tìm đạo, suốt đời chẳng thấy đạo, buông ba qua một đời, sau cùng tự áo não, muốn được thấy chơn đạo, hạnh chánh tức là đạo, nếu tự chẳng đạo tâm, đêm tối chẳng thấy đạo, nếu là người chơn tu, chẳng thấy lỗi thế gian, nếu thấy lỗi của người, trái lại thành tự quấy, người quấy ta chẳng quấy, thấy quấy thành tự lỗi, hễ bỏ tâm chấp quấy, phiền não tự tan rã, thương ghét chẳng quan tâm, duỗi thẳng hai chân nằm, muốn quá độ chúng sanh, tự phải có phương tiện, khiến họ hết nghi ngờ, tức là tự tánh hiện, Phật pháp tại thế gian, chẳng rời thế gian giác, lìa thế tìm bồ đề, cũng như tìm sừng thỏ, chánh kiến gọi xuất thế, tà kiến gọi thế gian, tà chánh đều quét sạch, tánh bồ đề rõ ràng, tụng này là đốn giáo, cũng gọi đại pháp thuyền, lúc mê tu nhiều kiếp, ngộ chỉ một sát na. Sư là nói, nay ta ở chùa Đại Phạn thuyết pháp đốn giáo này, nguyện cho pháp giới chúng sanh được nghe pháp này, liền kiến tánh thành Phật. Lúc ấy, Di Sự Quân và tất cả quan chức đạo tục nghe sư thuyết pháp đều được tỉnh ngộ, đảnh lễ tán thán rằng, lành thay đâu ngờ xứ Lãnh Nam lại có Phật ra đời. Ghi chú: thuyết thông lại tâm thông, như mặt trời giữa không. Thuyết thông chưa chắc là tâm thông, tâm thông tự nhiên thuyết cũng thông. Vậy thế nào là tâm thông?
trên phù hợp ý Phật, dưới ký hợp đương tư mới được gọi là tâm thông. Khi tâm đã thông rồi, mới có thể giống như mặt trời giữa hư không. Mặt trời giữa hư không chẳng có nhờ cậy dính mắt gì cả, nên chiếu soi khắp nơi chẳng thiếu sót. Nếu mặt trời có nhờ cậy bằng một sợi chỉ buộc treo lên, thì sợi chỉ ấy sẽ che khuất mặt trời, làm cho sự chiếu soi của mặt trời có chỗ thiếu sót vậy. Như Giáp Sơn Hòa Thượng ra Hoằng Pháp, tăng hỏi: thế nào là pháp thân? Giáp Sơn đáp: pháp thân chẳng tướng. Hỏi: thế nào là pháp nhãn? Đáp: pháp nhãn chẳng bệnh. Khi đó có Đạo Vô Thiền Sư nghe xong liền cười. Giáp Sơn xuống tòa hỏi Đạo Vô rằng: Giáp Sơn vừa trả lời tăng này, chắc có chỗ không đúng khiến Thượng Tọa bật cười, xin Thượng Tọa từ bi chỉ dạy cho. Đạo Vô nói: Hòa Thượng ra Hoằng Pháp chưa có thầy. Giáp Sơn nói: nay xin lễ Thượng Tọa làm thầy. Đạo Vô nói: thầy của Hòa Thượng là Quê Đình Thiền Tử. Giáp Sơn đến Quê Đình gặp Thiền Tử được khai ngộ, trở về nơi cũ Hoằng Pháp. Đạo Vô lại sai một vị tăng đến hỏi: thế nào là pháp thân? Giáp Sơn vẫn đáp rằng: pháp thân chẳng tướng. Hỏi: thế nào là pháp nhãn? Đáp: pháp nhãn chẳng bệnh. Tăng lặp lại với Đạo Vô. Đạo Vô nói: ông ấy nay đã triệt ngộ. Lời Giáp Sơn đáp tăng trước, Đạo Vô chê cười cho là thuyết thông tâm chẳng thông. Lời đáp tăng sau cũng giống như lời đáp trước, mà Đạo Vô lại tán thán, cho là tâm thông thuyết thông. Chỗ này chỉ nên dùng ý thức để phân biệt. Nếu dùng ý thức tìm hiểu thì chỉ có thể thuyết thông, chẳng thể tâm thông. Muốn tâm thông cần phải tham ngộ mới được. Muốn quá độ chúng sanh, tự phải có phương tiện khiến họ hết nghi ngờ, tức là tự tánh hiện. Hai chữ phương tiện này chẳng phải giống như những người lạm dụng để cầu thêm danh lợi hoặc che giấu tội lỗi, cũng chẳng phải dùng để độ người sơ cơ. Phương tiện ở đây phải xuất phát từ bát nhã, phải người kiến tánh mới có phương tiện này mà dùng để khiến cho đương cơ. Từ nghi đến ngộ, từ nghi đến ngộ tùy theo người, từ một sát na cho đến năm mười năm không chừng. Cũng như Ngài Huệ Minh vừa nghe ngộ liền, Ngài Giáp Sơn trong vài phút được ngộ, Ngài Pháp Nhãn một tháng được ngộ, Tổ Hoài Dưỡng 8 năm mới ngộ. Không phải bao ngộ là cao, chậm ngộ là thấp. Người chứng ngộ mới đoạn dứt được nghi căn, nguồn gốc nghi ngờ đối với vạn pháp. Đoạn dứt nghi căn tức là kiến tánh, nên nói tức là tự tánh hiện. Kiến tánh